Hello, Bruh. lại là Bun đây. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bun nhá. <laughs> anh em ơi, ngày hôm nay tôi sẽ lại tiếp tục cái series trở thành những cái anh cảnh sát ở trong Roblox và tất nhiên rồi cảnh sát là phải đi bắt trộm, bắt cướp đúng không? Đúng đúng. Nhưng mà lần này tôi sẽ phải đi bắt một cái băng đảng mafia internet anh em ạ à. nghe đã thấy kinh dạ rồi đúng không rồi anh em nào tò mò xem là cái băng đảng đấy bị tôi phá vỡ như thế nào thế tiếp tục có video này nhá và trước khi đi hãy nhớ cho tôi xin một like và đăng ký kênh và đăng quên nhấn nhớ xem của tôi đây nha còn bây giờ là lên đường thôi dạ vâng anh em ơi hiện tại tôi đang đứng ở cái trụ sở đồn cảnh sát của mình đây nhưng mà cái trụ sở ngày hôm nay nó cứ độc lạ bình dương kiểu gì có mỗi cái sàn nhà và một cái kết sắt anh em ạ à. cái sắt này ở trong này có rất 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 là nhiều tiền luôn anh em có thể thấy này nhưng mà cái kết sắt này của tôi đã bị một cái băng đảng nào đó nó phá hủy rồi rồi bây giờ tôi sẽ phải xây dựng ui rồi vừa mới nói xong bọn trộm bọn cướp nó vào hiện ngang trước mặt tôi mà tôi không làm gì được nó luôn này Cây cái... tươi nhờ rồi <laughs> là... bây giờ chúng ta phải xây dựng cái cơ sở xây dựng cái cơ sở này lên thôi bắt đầu xây dựng thôi anh em ạ à. ui ra Tạo cả thảm cho chúng nó vào với lại. Hỏng hình rồi. xì bà nhân viên bảo vệ, mua cho mình một thằng nhân viên bảo vệ để nó có thể canh giữ ở đây. Ok, một anh uh, bảo vệ, cầm cho mình một khẩu súng và một cái cửa ở đây đi. Để tí xem là cái bọn trộm nó dám vào đây ăn trộm ăn cướp đối với tôi. Ơi, những tên trộm nó đang đến rồi anh em ơi. Oh no! Chết rồi, làm cảnh sát như này này giờ hơi biết bơi luôn đấy chứ. <cười> <cười> bọn trộm nó ở ngay phía trước mắt tôi rồi uy nó tay nó cầm súng rồi, tôi không có cái gì tôi cũng hơi à cái tê Đầu gì đây? Đầu khỉ mới cả đầu gà bọn này ngụy trang ghê thật đấy chứ. Bọn này ngụy trang ghê thật đấy chứ. Mình phải tạo Ui, đây là cái cây mua mất 200 đồng. Tiếp tục là mua nhân viên bảo vệ thôi anh em ạ. Mua tiếp. Xử lý nó cho tôi. Tất cả đứng im. Dám vào đây để hiên ngang lấy tiền hả? Ngật ngay con gà tây ngay, ngật ngây con gà tây ngay, ngay. Được chưa anh em? Ôi, mình phải bảo vệ cái đống tiền này mới được. Shiba Tôi làm ban lãnh đạo ban chỉ huy rồi Nên là tôi vào đây tôi chỉ việc gọi là lãnh đạo mấy bạn này để tiêu diệt cái bọn ấy thôi Bọn Mafia Internet thôi Được chưa ạ? Mình phải xây ngay một cái dao chắn này Ui, Sao nó hiên ngang đổ vỡ đấy, này Cái dao gì vừa mới mua mất bao nhiêu tiền nó hiên ngang đổ vỡ hết thế này kiểu, kiểu, kiểu. Ui Hỏng hình rồi lần này nó gọi toàn bốn tên trộm lại là... Và tên trộm này đi mặt lạ gì Mặt lạ đầu lô xương xáo rồi Mặt lạ oxy và mặt lạ Ê, Đây là con chim con chim xanh What? Rồi luôn tiêu diệt nó cho tôi anh em Không cho nó lấy một tí tiền nào ở trong này Hai thằng đã lọt Hai thằng đã lọt chỉ tiêu diệt có một thằng được thôi Xây cho mình cái tượng vào đây mới được Sao à. mấy cái này nó cứ Tự nhiên mình xây mấy cái này làm cái dây Tại sao không không thể nâng cấp cái bọn này được lên nhỉ À tôi cần khá là nhiều tiền nữa Thủy tinh này À đây là cái kính Cái kính ở cái nhà này What Thế rồi làm cảnh sát và chúng ta lại phải xây dựng cái cơ sở của chúng ta lên để bảo vệ nó Damn. Ôi dồi ôi, tại sao ông cho tôi một cái khẩu súng đi, tôi thử vào cửa hàng xem nào Tôi mua toàn bằng robot thôi anh em ạ, không có khẩu súng nào cho tôi cả Ok, tiền là lại có rồi Chúng ta sẽ nhà máy, máy làm nước hả? Ôi dồi ôi Thế em mua cái máy làm nước này cho bọn tội phạm mời bọn tội phạm uống nước à? Quá wow. <laughs> Có những cái đồ vật dụng gọi là mua rất là tào lao bí đào nha anh em nha Rồi tôi lại được thanh toán tiền nữa rồi Đấy kể ra cũng nhàn anh em ạ Mua thêm mình cái sofa nữa đi Tí mà bọn trộm ở đây làm miếng nước rồi bàn bạc là anh ơi đừng cướp đồ trong này của em nữa tôi cần phải nâng cấp thêm nâng cấp cái mấy anh chiến binh này lên cấp 2 thôi Mấy anh cảnh sát này nâng cấp 2 rồi 700 tiền À tên cướp đã phá vỡ cái hàng phòng thủ của tôi rồi Ôi trời ơi rồi luôn sóng lại tiếp tục sóng lân tràn đến thì thế này thì ăn làm sao được hả anh em đó xem nào ui rồi cái băng đảng này oái oăm thật đấy anh em ạ à. càng ngày súng nó càng to càng ngày chúng nó gọi càng nhiều thằng trộm ối rồi ôi từ đâu đến có cả trộm WWE hả có cả trộm uh, sát nhân hả à, bọn này cứ đeo mặt lạ hù tôi tôi hơi tê tê rồi đấy được rồi tê tê thì mình phải gọi là nâng cấp tiếp thôi nâng cấp anh này lên đây rồi đủ tiền rồi nâng cấp Lâng cấp lên cấp 2 Ashiba à, Lâng cấp lên cấp 2 là nó cho mình thêm một cái bàn Và không biết lực chiến có tăng lên không Rồi lực chiến khả năng là tăng lên đấy anh em ạ Tại vì bắn hai thằng ngân ngân con gà Tây rồi Bọn này vẫn vào đây lấy được trực tiền của tôi trong này Trong này của tôi có vẫn nhiều tiền lắm Yên tâm có vàng có bạc có một đống đô la âm phủ ở đây <laughs> Chắc chắn đây là đô la âm phủ rồi Ấy Shiba Khả năng tôi phải xây... À thôi Để tiền lâng cấp tiếp anh em ạ Để tiền lâng cấp tiếp 700 700 tiền là mình sẽ nâng cấp được thêm một cái anh này nữa lên và tôi cần thuê thêm rất là nhiều bảo vệ nữa tôi có thể gọi biên đội cảnh sát của tôi đến đây không trời ơi cái bọn này nó quái băm quá à bây giờ nó chỉ gạ thêm bốn thằng bốn thằng bốn thằng tôi thiếu vài trăm đồng nữa thôi là tôi sẽ phải nâng cấp được bạn này lên đây rồi đây quả nâng cấp xong rồi nâng cấp tiếp nâng cấp rồi khả năng súng xịn hơn nâng cấp xong là súng xịn hơn Bắn lổ một thằng đi cho tôi xem nào thằng này chạy nhanh thế Rồi, hẹo một thằng nữa này Hẹo một thằng nữa Tổng cộng là thằng... cái trộm này có 5 thằng Thì tôi tiêu diệt được 3 thằng ừ. Ok, cà lê chứ Bây giờ tôi cần phải xây thêm những cái vật dụng tiếp Để có thể mua thêm chiến binh thôi Rồi, đây là những cái trụ chốt này Hàng rào này Wow, vẫn thiếu nhiều nhiều phết đấy anh em ạ Vẫn thiếu nhiều phết đấy Đợi tí nhá, đấy tí nhá, để bọn này nâng cấp lên 3.000 tiền, hai thằng này 3.000 tiền, tôi cần mua thêm một thằng nữa được không? Shiba. À có cái trang trang trí trang trí à? Ôi ơi, mua cái này mất tận 100 xu. À đây có, có nhân viên bảo vệ ở ngoài nữa rồi. mua tôi mua luôn mua luôn một thằng ở đây nữa. Mua luôn một thằng ở đây nữa, cho nó bắn cái thằng này ở ngoài này đã đi. Mua thêm mấy hàng xào rồi nữa này. Rồi đấy, bọn 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 trộm không vào được nữa rồi, chắc chắn luôn bọn trộm không vào được nữa rồi sau khi mà tôi mua thêm một bạn ở kia và tôi nâng cấp thêm hai cái anh hai cái anh bảo vệ này lên thì bọn trộm tuổi gì anh em tôi có ngăn con tôi đã thẳng luôn mua thêm cái đồ trang trí ấy mỗi là mình mua cái số tiền mình nhận được sẽ tăng lên rất là nhiều nên là mình cứ trang bị đi anh em ạ mặc dù mà cái này nó không cần thiết cho lắm <laughs> Đấy, nó chỉ gọi là trang trí nó đẹp thôi được chưa ạ? rồi tiếp tục để xem nào à mình mua được một anh cảnh sát ở ngoài này rồi yes sir sáu tiền 600 tiền thiếu 100 tiền nữa anh em ba giây nữa là mình sẽ đủ 100 tiền nữa rồi ok mua luôn rồi cảnh sát FBI police ở đây có tên trộm là dám vào ấy sợ anh FBI này của tôi bắn đêm khá là to 28 đêm một phát được chưa bằng ngay cái thằng ở trong này ôi nhưng mà vấn đề lọt thỏm mấy thằng lại hỏng rồi hỏng rồi vấn đề lọt thỏm anh em ạ ôi vãi trưởng mafia internet đội cái tung ở đây sao bọn này không dám lộ mặt nhở độ lộ mặt là tôi cho lên tivi ngay nô no, mà tôi cho lên tivi ngay anh em nhìn nhớ mặt nó cả anh em bao công an này ngày. à mà tôi cũng là một công an mà rồi <laughs> tiếp tục dây tra... tiếp theo để nâng cấp tiếp thôi tiền tôi vẫn còn nhiều lắm tiền của ngân hàng đấy vẫn còn nhiều nên anh em yên tâm không lo không lo về cái vấn đề tiền nhá tiền vẫn còn nhiều lắm chúng bọn này chỉ cướp được lưu tư duy thôi tí nữa tôi nâng cấp lên nha bọn này vào tôi túm tất tật đặt luôn được chưa ạ được chưa ạ thiếu 100 trăm xu là nâng cấp cái thằng này lên OK anh bảo vệ cấp hai rồi để xem lần này những cái tên trộm này nó cầm cái gì đấy Ui súng to nhờ Hai thằng liền Tiêu diệt nó đi anh cảnh sát đây Anh cảnh sát làm việc mạnh mẽ lên xem nào Đấy Chưa kịp xâm hại luôn À Có một thằng nào đây là cái thằng ma Cái thằng trùm mà Nó gọi quân lên là nó tiêu diệt tôi luôn mà Ghê nhờ ghê nhờ Chả sợ anh em ơi Chả sợ Tôi đã có nâng cấp được cái anh cảnh sát ở đây rồi Thì sợ cái gì Ui có cả những cái thằng mặc quần áo trộm ấy kia Mặc quần áo nhà tù ấy kia Ui rồi Tiền mình vẫn còn nhiều lắm Tiêu diệt thêm một thằng nữa này nâng cấp cái phòng khu vực họp Khu vực họp Lâng cấp nó lên luôn Mua cho mình cái cửa Đấy sao ơi? Thủy tinh các thứ ở đây rồi Mình cứ phải nâng cấp đều đều anh em ạ nâng cấp đều đều Ui những cái thằng Ui Bộ lại mang cái ba lô này cho chơi người rơi thế Này Đừng có cướp của tôi Trời <laughs> ơi nó, nó, nó xâm nhập vào đông thế Vãi trưởng đông như quân nguyên vậy Ui ơi Càng ngày lực lượng của chúng nó càng đông này Toàn xử toàn thật rồi vui em Hảo mình rồi anh em ơi Ui, nó gọi cả những cái thằng giỏi hơi biết bơi là ở đâu đây Vãi trưởng À, tôi biết rồi, những cái thằng đấy Thuộc về những cái cái của cái thằng thùm kia Rồi, mày qua nó tha cho tôi rồi anh em ạ Nó tha cho tôi rồi Không mà tôi, cũng... lưu tôi hơi bọn này cũng chết dở đấy Mua tiếp mấy cái ở chợ đồ trong này đi Phòng thủy tinh này Phòng uh, trang trí này mình càng trang trí nhiều đồ thì mình nâng cấp cái giá trị bản thân mình lên thì mình nhận càng nhiều tiền đấy mỗi lần tôi nhận được 240 đô mình cứ nâng cấp hết chung cho này đi tí mình nâng cấp cái đội quân này sau tại vì tiền tôi vẫn còn nhiều lắm à? đông thế đông thế những cái thằng trộm cướp này nó đông thế thôi từ từ thôi cho em xin anh ơi anh cứ từ từ một thằng nó ra đi vì tổ quốc rồi thêm thằng nữa tôi xem nào từ từ thôi bình thường thôi các bạn ơi Phía sofa mua luôn Ok và tôi đã À chưa 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 Tí hoàn thành cái trong này Còn cái cửa ở đây nữa Mua luôn Rồi tôi đã hoàn thành xong cái căn phòng họp này rồi Và tôi cần thêm tiền nữa để tôi hoàn thành tiếp những cái ở ngoài kia Ờ hình như mình mua đủ hết những cái căn phòng họp rồi Bây mình sẽ chạy ra ngoài À có cái thảm và xe phòng thủ này Rồi có cả lính đội quân ở đây Lính quân đội ở đây Úi giời một nghìn rưỡi Căng nha Cả cái này có 800 thôi Đấy tí đại tí 5 giây nữa tôi sẽ hoàn thành mua cái này Mình có lính quân phòng lính quân đội ở đây đó rồi Không lo Đây rồi Vừa hay đủ Mua thêm Úi rồi Bao tường các thứ súng sóc lọ các kiểu con đa điểu luôn bò bòm bòm đây khẩu súng săn Đấy, bắn đêm khá là to Cộng thêm là tôi sẽ cóp tiền một cái xe phòng thủ kia nữa Rồi một thằng đã ra đi rồi Lần này tôi đã nâng cấp tiếp cái đội hình của mình lên Và tất nhiên rồi Vẫn có một thằng nó lọt thỏm ạ à. Hai thằng nó lọt thỏm Ui, hình như đội quân ở trong này bắn vẫn hơi yếu yếu nhỉ đội quân trong này bắn vẫn hơi yếu yếu cần nghe cái xe phòng thủ ở đây để chúng nó có thể bắn khỏe hơn rồi chờ tiền lại nâng cấp tiếp thôi anh em ơi mà mình có thể đi uh, sang nhà người khác để mình kiếm đồ anh em ạ tấn công nhà này thì mình cũng có tiền nhưng mà thôi tôi nghe bỏ qua cái nhà đấy đi tôi thiếu 250 đô nữa thôi là tôi sẽ mua được cái xe phòng thủ ấy nữa rồi rồi ba giây nữa và tôi đang để xem mà cái xe phê, cái xe phòng thủ này nó sẽ có ngon lành cảnh đào không đây rồi mua luôn ok có xe phòng thủ ở đây rồi liệu rằng cái xe đấy này... mua xe để trang trí hả xe <laughs> có bắn được không à tôi thấy lòng súng ở trong này lại đấy 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 bắn được bắn được bắn được nha anh em bắn được nha 80 mươi d một cái xe phòng thủ này đẳng cấp chưa ui rồi ôi xịn xò con bò ngay được chưa ạ rồi bắn đi bắn đi bắn liên hoàn trưởng cho tôi bắn liên hoàn trưởng cho tôi rồi rồi rồi, tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ phải try hard để lấy thêm tiền, Lương cấp những cái này lên. Khỏe hơn, xịn hơn, đẹp hơn, mua thêm cho mình một cái thảm. Mời bọn mời bọn trộm đến đây nữa luôn, được chưa A few moments later. Vâng 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 vâng, 50k tiền, 50k tiền. Come on, come on. Giờ 50k tiền rồi anh em ạ. À. Và những cái tên cướp này nó vẫn đang lộng hành rất là căng thẳng. Bây giờ tôi phải xây dựng tiếp thôi. Đấy, xây dựng cho mình những cái hàng rào tiếp này. Hai bên hàng rào nữa luôn. luôn. Ôi, nhưng mà phía xa xa kia tôi có thể mua được một cái xe cảnh sát này Nhưng mà cái xe này thì có tác dụng gì mà lên Nó tận xa xa như này nhỉ Ôi, vãi trưởng xe này chỉ làm tượng trưng mà tận 1.500 tiền oh, no. Làm tượng trưng mà tận 1.500 tiền anh em ạ Và tôi nghĩ tôi sẽ nâng cấp cái thằng này lên Nâng cấp 1 lên Và nâng cấp anh, anh cảnh sát này lên nữa anh em ạ 50k tiền cơ mà Mình cứ tiêu sẵn láng đi anh em ơi rồi tiếp tục còn nâng cấp cái thằng uh, bảo vệ lên cấp 2 Thằng này tôi nghĩ là nó sẽ lên cấp 3 đi cho nó khỏe Lên cấp 3 đi Úi xồi Đội quả mũ cho chơi người rơi luôn Và bên trong này nó có một cái túi đồ Túi này có bom mìn các kiểu có đa điểu này Và tôi cũng đã mua thêm được một anh cảnh sát ở đây ừ, Nhìn ngầu lắm bạn anh, anh, anh em nhỉ Lên cấp luôn Nhìn ngầu này xứng đáng cho lên một cấp nữa anh em ơi Rồi tiếp tục bọn trộm nó lại đến Bọn cướp nó lại đến Cái băng đảng nó càng ngày càng mở rộng thêm Rồi bắn lên hoàn trưởng Tôi lại phải đi mua thêm một cái xe tải ở đây này Ui. À cái này chúng ta cần phải tái sinh một lần thì chúng ta mới có thể mua được đây. Đây là cái phần tái sinh. Tôi nếu mà tôi hoàn thành 100% cái cái nhà máy này thì tôi sẽ tái sinh và mất 15.000 tiền. Ok. Đây cần tái sinh hai lần này và tôi nghĩ tôi cần mua thêm những cái đồ dùng nào đó. Đây đây bên trong này, bên trong này, bên trong này. Máy làm nước này. Bàn họp này. Thư mục này. Ôi rồi Toàn những cái đồ linh tinh mà không liên quan đến cái cuộc chiến này nó cứ bắt tôi mua thôi Không sao hết anh em ạ à. Cứ mua là mình có được thêm tiền là mình cứ mua thôi Ok mua thêm cái cửa và máy lương làm nước ở đây Giao diện bàn ở đây Ôi Mua thêm được những anh nhân viên bảo vệ này 3.000 tiền luôn đi anh em ơi 3.000 tiền luôn đi Lính quân đội 7.000 tiền luôn đi Amazing, good job em Ui trời, so ơi cầm khả một khẩu ba chết To trà bã lửa luôn Và bắn một cái là chúng nó đi rồi Bắn một cái là chúng nó đi rồi Được chưa ạ nhân viên FBI cái bọn này không nâng cấp được nữa lên nữa này tôi sẽ nâng cấp thêm cái anh uh, cảnh sát ở ngoài này đi 6.000 tiền anh wow! em thấy cảnh sát gì mà sắp trổ lên không để cảnh sát đặc vụ anh em ạ à. cho chơi người rơi luôn nâng cấp thêm cái bạn này nữa lên này wow nhìn đẳng cấp thật sự anh em ơi à. và hình như đội quân của tôi đã tôi đã nâng cấp mạnh mẽ nhất có thể rồi để để xem có phần nào để nâng cấp tiếp không Why? À, bên trong này bên trong này nó lại cần nâng cấp ở bên trong này nữa anh em ơi còn nhiều đồ để mình nâng cấp lắm rồi cái này trang trí một trang trí này tượng này Ui, một tượng làm cái gì nhỉ toàn những mua những cái ối rồi gì đâu không ạ rồi 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 mua tiếp cái thư mục ở đây nữa ok cả okay. lê và khả năng là tôi sẽ mua được thêm những cái đồ mái nhà các kiểu à có mái nhà rồi mái nhà đâu sao có mái nhà một phòng này đêm này wow và tôi cần mua thêm chiến binh bắn nhau ở đây Ui, vẫn để lọt một lọt thỏ một con này Mặc dù chiến binh của tôi nó mắc binh À, chưa mắc binh nhất Có con này chưa nâng cấp này Con này nâng cấp lên là mắc sở binh luôn Mắc sở binh luôn anh em ơi Và để xem nào Wow, à, tôi sắp lên được cái tầng 2 nữa rồi hả Ở bên ngoài này chúng ta mua được thêm cái gì không Không mua được thêm cái gì nữa cả Ô, oh, hình như là mắc sở binh rồi anh em ơi Được đấy chứ Để tôi đi tôi, tôi tôi đi thử một vòng nữa Xem cần mua cái gì nữa Tôi mua lốt này còn tận 5k tiền cơ à đây cái điều hòa này cần điều hòa cho những cái chiến binh của mình nó làm việc còn là mát mẻ mới được được chưa phòng trang sức này ok ui còn ở bên này nữa hả còn ở bên này nữa hả thủy tinh với cả cửa vỡ nữa ôi chết rồi tiêu loanh quanh 50 mươi tiền hết rồi ôi trời ơi tiêu gần như là hết rồi anh em ạ kệ này mua lốt mấy cái trong này là khả năng là hết đấy rồi luôn rồi luôn hết sạch 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 tiền luôn còn hai trăm đô còn có 230 đô nhưng mà cái bọn kẻ địch, cái bọn kẻ trộm này đến vào đây là bị quân của tôi đã bán hẹo lung tục chảo hết rồi. Bắn hẹo lung tục chảo hết rồi và tôi không mua thêm một chiến binh nữa. Chiến binh tôi nâng cấp cũng gần như là full, có một cái cái xe này tôi chưa nâng cấp hết này. 6000 tiền tôi chưa nâng cấp hết. Wow, như thế này cũng là chất lượng đấy chứ. Nhưng mà lần này chúng nó đã gọi. Đây rồi, chùm đây rồi, chùm đây rồi. Tay nó cầm cái vali cầm tiền này và rất nhiều quân mà mang rất nhiều quân đến Ôi, nhưng mà những cái quân này của chúng nó tôi nghĩ là cũng chỉ là lưu tiêu diêu mà thôi anh em nhá cũng chỉ là lưu tiêu diêu mà thôi bắn ngân ngay qua cả tây tất ở đây luôn này à cũng không lưu tiêu diêu cho lắm đâu anh em ạ <laughs> bọn này nó vẫn xâm lược vào bên trong của tôi một cách một cách rất là đoàng hoàng luôn mà mặc dù bắn một cái 500 máu vẫn lọt thỏ bốn thằng vẫn lọt thỏ bốn thằng còn hai thằng ở đây nữa cố gắng tiêu diệt nó đi anh em cố gắng tiêu diệt nó đi tí tôi sẽ phải nâng cấp cái xe ở ngoài kia khả năng chỉ có cái xe đấy mới có thể ăn được cái bọn này thôi Ôi giời vẫn lọt thỏ năm thằng lận Mặc dù con này bắn tận 100 đêm lận Ui Cay nhá cay nhá tôi thiếu mấy cái đồ trong này nữa này Mấy nhân viên này không phải mua đâu Mấy đồ trong này nữa thôi là tôi hình như là hoàn thành cái tích con này rồi à, Anh em thấy cái bộ máy của tôi nhìn nó chất chơi người dơi chưa rồi sắp đủ tiền để nâng cấp cái máy này lên rồi Ui Càng ngày quân địch càng đông Càng ngày bọn mafia internet nó càng nhiều Đây lại có hai thằng bê nó có 5 thằng luôn Tôi đã tiêu diệt xong một thằng rồi, rồi, đủ tiền nâng cấp xe này chưa? À, có một đứa nó xâm xâm nhập vào chiến khu của tôi và úi xe này đổi màu xanh luôn mà. Đẹp luôn. Ui, nó gọi ra rất là nhiều như cái con con này con đến từ địa ngục hả? Nhưng con này đến bọc phát trưởng bắn cả bom mày. Ui. Con xe này bắn ra bom anh em ạ. Được của nó đấy. Sao gọi đông thế? <laughs> gọi gì mà gọi đông thế mày? Gọi gì mà gọi đông thế? Gọi này làm sao mà ăn được? Thôi. <laughs> Động như quân nguyên luôn vẫn nhưng mà không sao Ở trong kia lò thỏ một thằng nhưng mà vẫn bị tiêu diệt rồi Ở phía xa xa kia kìa đấy, vẫn một thằng nữa lại bị tiêu diệt tiếp Cố gắng lên những người chiến binh của tôi Cố gắng lên những người chiến binh của tôi Khả tôi nghĩ 2.000 tiền này tôi vào đây, tôi nâng cấp tiếp Ý Gần như là nâng cấp full rồi đấy anh em ạ 600 tiền này Vỏ trưng bày 600 tiền Ui trong mày nhiều đủ thế Vỏ trưng bày tiếp này Vỏ trưng bày nữa toàn vỏ trưng bày thôi À bên trong này khu vực trang sức ạ à. Đây trong này là khu vực trang sức Kệ này Ok Đây phòng trang sức và khả năng các bọn trộm nó không để ý vào cái phòng này của tôi đâu Ok này lên nữa này Thiếu một chút chút nữa, thiếu một chút chút nữa Gần như là full rồi anh em ạ à. à bọn trộm ở ngoài kia nó vẫn còn đông lắm thằng kiện Thẻ thằng kiện lắm tiền thế Nó thả lắm quân địch thế anh em Thẻ luôn đi chứ Đồ trang trí nữa này Ui xài cộng một phát tiền lung linh là lên luôn Lung linh là lên luôn Và tôi nghĩ tôi chưa nâng cấp thêm được những cái chiến binh ở ngoài này nữa Hết phần nâng cấp chiến binh rồi Và chúng ta chỉ còn những cái vỏ bọc ở đây thôi Lâng lên Lâng lên Hình như thằng kia sợ quá té rồi Sợ quá té rồi anh em ạ à. Không đủ tiền này Cần thiếu một thiếu 30 đô nữa là tôi sẽ mua được cái tường này nữa lên Ok hoàn thành Mái nhà nữa này Wow Xị xó con, con bò chưa anh em Xị xó con bò chưa Thế là đủ gọi là đủ vấp cho anh em nhở Đủ bướng cho anh em nhở Mái nhà thì quyết định Thế luôn đắt thế Toàn những cái đồ đắt đựa ở trong này thôi À có mấy ATM ở ngoài này nữa Nhưng mà không sao Để xem nào lần này chúng bọn này sẽ được thoát được bao nhiêu con ở trong này đây Đồng thế Khả năng là bọn này vào nó lại nhiều rồi Nó lại vào nhiều rồi Thôi mua thêm ở đây nữa đây Cái đèn nữa lên này rồi ok, cái phòng này tôi đã trang trí hết rồi Để phòng trật sức, cần mua thêm chiến binh nữa chưa ông cho mình mua thêm chiến binh nữa hả Quẩy lễ tân này à! Phòng cần phải có nhân viên Nhưng mà phải tái sinh một lần anh em ạ Rồi full chưa ba phun chưa Còn phòng, còn phòng văn phòng nữa ạ Thôi tôi nghĩ tôi sẽ có tiền một lúc nữa để Tôi nâng cấp cái cái xe ở ngoài này 8.000 tiền Và chưa mua thêm được chiến binh nào nữa Mà quân của chúng nó căng ngay càng đông Mafia chúng nó căng ngay càng căng Xì bà Rồi lung tùng chảo ngay lung tùng chảo ngay bắn cho mày lung tung chảo ngay mỗi lần tôi uh, 10 giây tôi sẽ có 730 đô nhá thu về chứ lợi phẩm là 750 đô khi tiêu diệt cái bọn này rồi tiếp tục là bắn đi những người anh em của tôi những người chiến binh cận lực cận chiến của tôi à, tôi nghĩ là tôi vào đây tôi mua trang trí hết ở trong này cái đã nâng cấp xe sau đi trang trí cái phòng văn phòng của phòng văn phòng này cửa này à, những cái đồ này mình trang trí nhanh mà anh em trần nhà máy làm nước thôi mua cái bàn ở đây Máy làm nước ở đây Mua tiếp cái bàn ở đây nữa đi Ý, Đây là phần nhân viên uh, Bộ máy IT Vào đây làm việc Các kiểu là điều luôn Mua tiếp cái bàn này nữa luôn luôn Thôi gần như là full rồi Và không biết là nâng cấp thêm cái này mình có mua thêm được chiến binh ở đây không Hình như là chưa mua được đâu anh em ạ Tiếp tục là cái sofa này đi Cái bàn này đi Ok bàn thiếu một cái trần nhà nó thôi là mắc binh rồi Thiếu mỗi cái trần nhà nữa là, là, là mắc binh rồi anh em ạ Wow, gần như là nâng cấp full rồi đó Để xem là cái bọn trộm cướp nó đến đâu rồi Đấy, bây giờ nó vào đây cái là bắn, ăn bắn liên hoàn trưởng ngay Mặc dù tôi đã nâng cấp mắc binh những cái đội quân ở đây Nhưng mà tại sao nó vẫn lọt được một hai thằng vào đây nhỉ? Ai mà biết được Cái gì nhỉ? <laughs> nó vẫn lọt được một hai thằng anh em ạ <laughs> Tiếp tục thiếu 10 đô nữa Ý, tên cướp nó phá vỡ cái hàng phòng thủ của tôi rất là nhiều luôn Trần nhà luôn này Ôi giời ơi, vẫn còn cái kệ nữa hả? Nhiều đồ thế toàn những cái đồ ấy rồi thì thôi tôi cần mua thêm chiến binh để bắn cơ mà bên này còn chưa có thằng nào đứng này tại sao không thiết kế ra một cái thằng đứng ở bên này đúng không đúng hợp lý ngoài ảo à, Malazada thật sự luôn đấy chứ cái đèn này một nghìn rưỡi lận rồi sáng trưng cái phòng này luôn, luôn lên luôn mà 8 giây nữa tôi sẽ mua thêm được cái ở kia à đây rồi có thêm một cái viện, anh viên cảnh sát nữa đây ngon cảnh sát này bao nhiêu ui mua tạm một cái thằng ở đây đấy đi tí lần cấp sau anh em ạ à. mua tạm đã đi Kỹ cấp sau Ok rồi đấy, Thêm một uh, anh chiến binh nữa Thì quá là xin so con bò rồi có cái cửa đi vào đường này Ui lên được tầng 2 nữa anh em ạ à. Tôi sẽ nâng cấp hết cái tầng 1 này đã đấy. Tôi tôi lên tầng 2 sau Ôi làm cái kệ luôn ở đây là hết rồi Chưa hết à Lô cái phòng trang trí đây. Ok phòng này tôi đã nâng cấp hết rồi Rồi bây giờ lại phải cho hát thêm một lúc nữa Có thêm tiền mình nâng cấp thêm nữa anh em ạ à. Ok con dê rồi anh em ơi Hiện tại tôi đang có 68.000 tiền Và tôi nghĩ tôi sẽ nâng cấp lốt Cái phần còn lại của cái con game này Wow Chúng ta sẽ có một con siêu xe màu đỏ Và không biết lần này con này sẽ bắn ra cái gì Nâng cấp tiếp anh cảnh sát này lên cấp 3 nữa luôn Đấy, Tiêu nắng cái hết mười mấy nghìn tiền rồi Ok chưa ạ à? Bắn đi Ôi lần này những cái bọn trộm bọn cướp này không biết liệu rằng ăn cái quả bom này mà chúng nó vẫn sống sót được là một này đẳng cấp đấy chứ lượng máu của chúng nó càng ngày càng tăng thì phải anh em ơi Hình Như cái lượng máu của chúng nó càng ngày càng khỏe á Nếu tôi không nhầm là như thế luôn ấy Mặc dù tôi đã nâng cấp Max Binh hết luôn rồi Vẫn chưa thể ăn được cái bọn trộm ăn cướp này hả Ôi giời ơi Nâng cấp lên cấp 3 luôn này Và đây chúng ta sẽ lên cái tầng 2 Cửa này Tường trang trí các kiểu con này điểu Tôi đi dẫm đến đầu là tôi mua hết để đời anh em ơi Không cần nhìn giá luôn Kinh <laughs> số tiền của mình hiện tại đang có thì Không cần nhìn giá luôn này, anh em ạ đường ray đây cái sofa tưởng tượng các thứ ôi sợ ơi nhằng cái là liverpool hết gần như là hết rồi à dưới này lại được mua nữa rồi thơm 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 lại được mua nữa rồi anh em ơi có máy kiểm tra kỹ càng rồi có máy kiểm tra kỹ càng rồi mua cả súng ngắm nữa luôn cổng nữa này ui đâu rồi, rồi thế này thì bọn sao mà bọn cướp có thể ăn lại được cái phòng này của tôi nữa hả anh em wow một nhân viên bảo vệ nữa luôn luôn ba nghìn tiền được chưa ạ? Lần này tôi nâng cấp Max Binh luôn Hoạt động đặc biệt Ooh, uh, Mua cái free hả? Okay, hoạt động đặc biệt là mua free luôn anh em ạ Thơm Rồi Thế này thì đoàn sơ cấp rồi anh em ạ Không còn gì mà chối cãi được cái sức mạnh cái, cái sức mạnh này của tôi nữa Lính quân đội nữa này 7.000 tiền đủ mua luôn Rồi lần này trang bị Max Binh như thế này rồi mà bọn cướp Bọn Mafia Internet nó vẫn vào mà nó ăn được nữa Tôi cũng chịu tôi không chịu luôn Đấy Lần này tôi sẽ theo chân từng đứa một À leo 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 đổ những mấy con gà Tôi thấy nó con gà cho lắm rồi anh em ơi Càng ngày chúng nó càng chạy nhanh hơn Chúng ta có cái cửa tiên đã dây ở đây các kiểu mà Thế sao Tiêu diệt nó đi cửa này không bật hả Rồi luôn vẫn đưa một đứa vào Và rất là nhiều đứa vào nữa à! Mặc dù tôi nâng cấp như thế rồi Tại sao, tại sao, tại sao Có thể phụ phàng với tôi được như vậy cái chứ Nâng cấp mắt sở bệnh như thế rồi Đây chỗ này chỗ này trống mà tôi không thấy ai cho tôi mua ở đây này Nhân viên ở đây chúng ta cần phải tái sinh Chúng ta có thể mua được ạ Chỉ ba, chỉ ba Cái gì mà căng vậy ba Rồi chúng ta mua được cái cửa ở đây nữa này Ý, ấy, mắc binh như thế này rồi cơ mà Tại sao không thể là tiêu diệt được cái bọn Mafia Internet ở đây cơ chứ Thu gọn lại xem mà mình mua được cái gì nữa Ở à, phía dưới là mình cũng mua đã mua hết rồi Đó lại lên trên tầng thôi Lại lên trên tầng thôi anh em Ok Lên đây xem mua được cái gì nữa là Cửa tiếp này 9.000 tiền, còn tôi còn 9.000 tiền nữa đền Wow, sáng lưng tư bừng luôn, sáng trưng luôn Và hình như tôi nghĩ là tôi mua Max binh rồi đấy Khoan đã vào đây xem mà Không còn cái gì ở đây để mua nữa rồi Thử tái sinh lại xem nào Vẫn chưa đủ Vẫn chưa 100% Vẫn thiếu ở đâu đó Vẫn thiếu ở đâu đó anh em ơi Ở à đây ở dưới này Ở dưới này Cái tường này Thiếu tường ở đây này Rồi cái mái nhà nữa này Cái cửa sổ mái nhà nữa này Ôi rồi Bị bạm thật sự Thử tái sinh xem mà Xem 100% chưa Vẫn chưa 100% ạ Ô à. tôi mua nhiều như thế thôi mà Đầy đủ gần như là hết rồi mà Uh, nhỏ à mình còn mái nhà ở tầng trên hình như là mình vẫn mua thiếu ở tầng trên anh em ạ à. dưới này tôi nâng uh, cấp hết rồi nơi để xem nào ở phòng ngoài xem còn cái gì ở đây nữa không u uh, uh, hết luôn rồi hết luôn rồi và không cho mình tái sinh nữa là sao ta đấy nói chung là ngày hôm nay tôi cũng đã mua sạch sạch xanh, xanh những cái đồ dùng ở trong này rồi Mặc dù cái bọn này nó khỏe khoắn như thế này tôi vẫn có thể đập bọn này lách tách bành được ngay. Bốc phét ít thôi. Đây mà đi lốt đường này lốt đi dạo lốt một vòng nữa đây phòng trang trí này. Phòng trang trí này. Những chiến binh này. Đi dạo lốt một phòng đã anh em ạ. Rồi. Xem cái gì chưa nâng cấp mình nâng cấp lốt. Đấy, à đây 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 ở bên ngoài nữa, dấu hiệu ngân hàng. Ok rồi. Tái sinh. Vẫn chưa được, vẫn chưa hoàn thành 100%, vẫn thiếu một cái điều gì đó vẫn thiếu một cái điều gì đó tôi quyết tâm cái video này tôi phải nâng cấp hết nên là anh em cứ bình tĩnh đợi tôi tí tôi nâng cấp đi quanh quanh đây xem có gì nâng cấp tiếp nâng cấp tiếp luôn rồi đi vào cái cửa này phòng này hết sạch xanh, xanh xanh luôn rồi phòng này hết sạch xanh xanh, xanh xanh luôn rồi đây đi vào phòng này tôi nghĩ là với đội quân cái kia của tôi thì bọn này không chống lại được nữa với đội quân kia của tôi bọn mafia internet này không bao giờ chống lại được nữa anh em ạ rồi vừa mới nói xong chúng nó chống lại thật luôn À tái sinh được rồi anh em ơi Hoàn thành 100% cái tòa nhà này rồi Đây là cái ngân hàng và chúng ta đã tái sinh được Max Sabin rồi Đó rồi anh em ơi Thế cái công cuộc ngày hôm nay của tôi Cũng đã bảo vệ cái thành công cái ngân hàng này rồi Rất là nhiều những cảnh sát có mặt ở đây Và bây giờ tôi sẽ tái sinh Đấy lại trở về lại hình dạng ban đầu không có gì bên trong. Rồi, và anh em thấy cái video này hay, anh em hãy nhớ cho tôi xin một like, một like và đăng ký và bên này nhớ xem quảng cáo đấy nhá. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.